lúc mà có cái clip đó thì tụi em đã trước đó đã đi với nhau, gặp nhau rất là nhiều, cũng có nói chuyện trao đổi về công việc, sau rồi cũng quyết định là sẽ phải nói một lần, tại vì cái lúc đó là cái thời điểm mà em nghĩ là tụi em cảm xúc của em nó vừa đủ và nó tâm cũng bình ổn, cho nên lúc đó em đã quyết định là khán giả của tụi em cần biết về cái việc mà trên mạng xã hội mà lan truyền lòng sự thật nó đúng ảnh hưởng đến hai tụi em nữa, cho nên là một em quyết định là sẽ nói ngay thời điểm đó. Nhiều người cho rằng là cái việc mà cả hai lên tiếng ở thời điểm hiện tại đó là hai bạn đang bảo vệ hình ảnh cho nhau sau những cái ồn ào không hay, thì liệu rằng cái nhận định đó nó có đúng không? Dạ đúng, chính xác là như vậy. Tại vì em thấy rằng là hai đứa đang bị khá là nhiều những cái tin không hay ở ngoài kia, cho nên là đó là lý do mà lớn nhất để tụi em ngồi lại với nhau để tụi em trả lời những cái câu hỏi đó và nói chuyện với nhau, để cho mọi người thấy là tụi em đã trải qua một cái giai đoạn để bình tâm lại với những sự cố ABC ở ngoài kia. Dạ. Người ta thường người ta nói là sẽ rất khó cho một mối quan hệ mà sau khi chia tay thì hai người có thể làm bạn và nói chuyện với nhau, thì cả hai đã phải như thế nào thì sau tất cả các bạn mới có thể làm bạn với nhau và thậm chí là nói chuyện với nhau và ủng hộ nhau có sự ra mắt phim như thế này? Thật ra thì ngoài cái tình ra thì cũng còn cái nghĩa chứ cả nhà, nên là anh Tony cũng đã cố gắng để cho mình bình tâm lại. Thực ra thì lúc mà chia tay xong ấy thì em cũng như ba cặp đôi khác, cũng rất là khó để vượt qua và cũng rất là khó để kiểu nói chuyện được với nhau. Nhưng mà đến cuối cùng á thì tụi em nghĩ là xuất phát điểm tụi em đã tử tế với nhau, và em nghĩ là cả cái quá trình tụi em yêu nhau á thì tụi em đã rất là tử tế, rất là kiểu như tụi em rất là chân thành, cho nên là những cái chuyện mà trong lúc quen nhau tụi em đã giải quyết là tụi em đã chọn cách dừng lại. Thì em nghĩ là đến bây giờ em vẫn luôn tôn trọng các bạn, vẫn luôn tôn trọng em, thì đó là cái lý do mà để em và bọn em vẫn luôn tôn trọng nhau đến cuối cùng. Hai bạn có cảm thấy khó xử hay là có cảm thấy có khó khăn gì khi mà đối diện gặp lại nhau sau một khoảng thời gian mà cả hai đứa cũng có chứ, nghĩa là cũng bất cỡ, nghĩa là gặp lại cũng hơi như mọi người cũng hơi sự nhưng mà kiểu như nhưng mà nhìn thấy ảnh hôm nay trai cho nên là cũng rất là mừng, rất là mừng. Với lại là khi mà cái dự án này kiểu như là ảnh ấp cũng rất là lâu rồi, cho nên khi mà em thấy trên màn ảnh đó em hay là lần đầu tiên em được thấy, thực sự em rất là vỡ toà. Hồi xưa từ dự án này mà khi ảnh đang quay thì ảnh đã nói là rồi ảnh rất là tâm huyết, ảnh rất là đặt nhiều kỳ vọng hết, thì đến bây giờ mình nhìn thấy nó được lên màn ảnh thì em nghĩ là đây là một cái dự án mọi người phải trông chờ, tại vì nó rất là đỉnh. Khi nãy có một phân đoạn mà của Hồng Thanh và Rock Cơ thì khi mà bạn xem xong thì cảm giác của bạn như thế nào, cái độ kinh dị nó có làm hài lòng không? Hồi trước thì em chỉ được nghe anh kể thôi, nhưng mà bây giờ em nhìn lên màn ảnh này thật sự là nổi da gà, vì em thấy là kiểu anh không còn là Hồng Thanh mà anh là những người khiến em thấy vào. Có một câu hỏi là không biết thì nếu sau này mà nếu như hai bạn có thấy một ai đó mà hợp với đối phương thì có nghĩa là các sẽ giới thiệu cho người còn lại? Thôi trời lắm, thế là chuyện yêu đương là mỗi người tự, còn bọn em nghĩ là để mà việc tử tế nhất là bọn em sẽ sống cuộc sống của mình cách tốt đẹp nhất và luôn hướng về đối phương, là mình sống chúc phúc cho họ. Chia tay thì hai bạn vẫn là bạn hay là tình cảm có quan hệ bây giờ là đồng nghiệp cũng phục nhau? Anh và Mia vẫn là đồng nghiệp, vẫn là bạn. Nếu mà có thắc mắc hay là khó khăn gì, ví dụ như anh cần về chia sẻ về âm nhạc thì Mia sẽ hỗ trợ. Còn nếu như cần về diễn xuất thì anh sẽ hỗ trợ Mia. Không còn có nhau nữa, nhưng mà thời gian qua thì hai bạn có cảm thấy là mình đã mất đi một cái thói quen hay là mình phải tập làm quen với những gì đó nó mới khi mà cuộc sống song hai bạn bắt đầu không? Dạ, mình ra chia tay cũng khá lâu. Nên thời gian đầu thì đương nhiên là mọi thói quen nó cũng bị xáo trộn và nó hơi mất kiểu. Nếu ai chia tay em nghĩ thì cũng sẽ kiểu như vậy. Nhưng mà bây giờ là một thời gian quá lâu rồi, em đã có những cái cuộc sống riêng và những cái thói quen riêng. Còn em nghĩ là hiện tại của em là những con người mới và những người rất luôn thường thực với lại cái đam mê của mình đó. Thì em nghĩ là tụi em chỉ luôn cùng với nhau thôi. Cũng có rối cho tới dài như cũng rối, nhưng mà ý là cũng quen dần giống như hôm nay là ví dụ như bình thường đi sự kiện cả hai đi chung, nhưng mà hôm nay đi một mình thì cũng lạ tại cũng có nhỏ kia nó dắt đường, nó dắt đi hút luôn, chứ bình thường là đi đến nơi về đến chốn, dạ
giác đi hút luôn không thấy cái background sô cây đâu, thì nó cảm giác nó cũng là lạ bỡ ngỡ rồi. Dạ. Sau khi mà khi một cái vai điện ảnh nào em chỉ chờ nó xuất hiện thôi, và rõ ràng là ngày hôm nay nó đã xuất hiện, và cảm ơn anh Lê Thanh Sơn rất nhiều vì anh đã nhớ tới một cái người diễn viên nhỏ bé như em và đã trao cho em một cái cơ hội rất lớn. Em hy vọng rằng là cái vai diễn này nó sẽ tạo cho khán giả một cái hình ảnh mới, cái hình ảnh mới về nhân vật phản diện ở điện ảnh Việt Nam. Trước đó là cách đây không lâu thì anh Lê Thanh Sơn đã có một cái buổi tập mọi người để chia sẻ về phim, thì anh cũng có nói rằng đó là trong số các diễn viên đó thì bạn Thông Thanh là cái bạn mang đến nhiều bất ngờ cho anh Sơn, thì em nghĩ như thế nào về cái nhận xét này của anh Sơn về mình? Dạ, thật ra là tại vì bất ngờ, chắc em nghĩ cái bất ngờ đầu tiên mọi người sẽ nghĩ rằng là em, tại vì mọi người nghĩ em là nghệ sĩ hài thì chỉ chuyên diễn hài thôi, nhưng mà thật ra không nghĩ rằng là em lại có những cái góc nhìn về điện ảnh nó như vậy. Tại vì đối với em á, diễn hài thì ngày xưa em diễn hài là chỉ là em giống như là mưu sinh cơm áo gạo tiền, tìm kiếm cơ hội, nhưng mà em cũng bước ra từ trường học, từ chuyên môn, cho nên là em cũng rất là mong muốn mình nhận được một cái vai diễn nào mà nó giúp cho mình có thể khai thác được cái năng lực của mình. Thì đây chính là cái cơ hội mà em có thể khai thác được ở bên trong em rất nhiều. Và thật sự không phải anh Sơn, không phải ekip bất ngờ đâu, mà bản thân em cũng rất là bất ngờ. Dạ. Em hy vọng, em rất hy vọng là mọi người sẽ cùng nhau ra ủng hộ cái sản phẩm móng vuốt này, một cái sản phẩm mà anh Sơn cũng như là nhà hát phim đã tâm huyết khoảng 7 năm nay. Em cảm ơn chị. Trước đó là em có từng đóng vai phản diện chưa? Dạ chưa. À, là trước giờ là chưa từng đóng vai phản diện, tức là chỉ đóng những vai hài và vai hiền thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Để em lấy tâm lý như thế nào để đóng vai phản diện? Dạ thật ra là mọi người, nếu mà ai có nhớ thì mọi người nhớ cái trong cái chương trình Cười Xuyên Việt của em á, trong đó em có đóng cái vai Joker. Dạ nó là ngay cái giây phút em đóng vai Joker á, là em đã có tìm hiểu về những nhân vật ác nhất ở điện ảnh quốc tế cũng như là Việt Nam. Thì rõ ràng là nhân vật Joker là cái nhân vật mà tâm lý nó phức tạp nhất. Và em cũng đã tìm hiểu Joker từ ngay cái thời điểm đó là 2017 cho đến bây giờ rồi. Thì 2017 cho đến 2022 thì nó cũng là một cái quá trình rất là dài để em có thể nghiên cứu sâu về cái nhân vật đó. Và em mượn những cái em hiểu về nhân vật và em đưa vào cái nhân vật Việt Nam hóa nó lại. Và cũng giống như là ngoài cái việc mà để hình thành được một cái vai diễn giống như vậy, thì anh Sơn là cái người cho em lửa rất là nhiều, truyền lửa cho em rất là nhiều, nói với em rất là nhiều thứ luôn. Và nhiều khi ở trong cái rừng Thác Mai đó mà hai anh em nói với nhau rất là lớn, gây với nhau, không phải gây với nhau mà là đưa ra cùng nhau tranh cãi để đưa ra một cái hướng chung, một cái cách diễn xuất chung. Dạ, nó là những cái kỷ niệm mà em nhớ hoài đó, trong lúc mà set quay. Cho đến nay thì Hồng Thanh đã hoạt động xuống được bao nhiêu năm rồi anh Thanh? Dạ, em hoạt động được 7 năm ạ. 7 năm hả? Thì những cái cột mốc trong sự nghiệp của em là những cái nào? Dạ, chắc là Cười Xuyên Việt. Là dạ. Năm bao nhiêu? Dạ, năm 2017 ạ. 2017, sau đó tiếp tới là... Những cái MV. Dạ, MV, những cái web drama. Rồi sau đó là MV, như bài hát Nắm Cưới Nha hay là Anh Kết Em Rồi gì đó. Dạ, thì em thật ra em... có nhiều người họ nói rằng là không biết là gọi Hồng Thanh là cái gì, ca sĩ hay là diễn viên hài hay là diễn viên điện ảnh hay là nghệ sĩ. Dạ thực ra thì em cũng xin phép trả lời luôn rằng là em muốn khai thác bản thân mình ở trong nhiều hơn, và em hy vọng là mọi người chỉ cần nhớ tới em một cái tên Hồng Thanh là được rồi, không cần phải để một cái danh xưng gì đó trước cái tên em. Dạ, và em đang cố gắng hy vọng làm những cái sản phẩm mà có những cái năng lượng tích cực gửi đến mọi người. Mà con đường hoạt động của Thanh thấy nó có bình yên luôn hay là nó quá là gặp gỡ nên chắc chở? Dạ có. Dạ trong trên ạ. Nhưng mà không sao, em nói rồi, mỗi người có một cái giai đoạn thành công khác nhau, cho nên là em vẫn tin vào một ngày nào đó mình sẽ tỏa sáng hơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.